Không muốn đi xe, đi xe chóng mặt quá. Được được, tôi cõng cô. Trình Mộ thích tôi. Ai nói vậy? Thì từ anh ta nói với tôi đó. Anh ta nói từ khi nào vậy? Tôi kể cho anh nghe một bí mật. Trình Mộ chính là đại thần của Điềm Điềm. Anh ta nói anh ta thích tôi mà. Thế cô có thích anh ta hay không? Đừng hôn nữa, hôn nữa em tróc da mất. Anh thích em quá đi mất. Cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi, cục cưng. Cục cưng. Coi chừng em đấm anh bây giờ. Nếu như đấm anh khiến cho em chấp nhận anh thì cũng không phải là không được. Khoan đã, em... Anh là một người đàn ông. Anh không thể để em đi hết lần này tới lần khác. Ý của em muốn nói là em có ý gì? Em không có ý gì cả. Em đừng có ăn gian. Tối qua em đã hứa với anh là bạn gái của anh rồi. Em không được nuốt lời đâu. Tới rạng sáng rồi đúng không? Không ăn. Tối qua sao mình về đây vậy? Nếu như biết sớm đã nghe lời Trình Mộ, không uống rượu rồi. Bà chua ngọt chiếc hay lắm, đã nói ra tiếng lòng của nhà thiết kế bánh ngọt. Trình Mộ thích mẫu hình nào của mình chứ? Đáng yêu, gợi cảm, lạnh lùng, đa dạng như vậy. Sẽ có một kiểu Trình Mộ thích nhỉ? Giang Tư Hàm. Giang Tư Hàm, mày diễn giỏi như vậy, mày không đi làm diễn viên đáng tiếc lắm luôn đó. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Mày chỉ đang mộng du thôi. Ultraman cũng nghĩ như vậy, có phải hay không? Tư Hàm. Tư Hàm à, cô tỉnh rượu rồi, mau sửa soạn đi. Vừa duệ hết đồ ăn giặt rồi, chúng ta đi siêu thị mua thêm nè. Luna, Luna chính là Luna Sungo đó. Anh có hay chơi liên quân không? Tôi có một người bạn chơi hay lắm. Hay là chúng ta add WeChat cùng nhau đấu team đi. Ba ơi, mẹ về rồi. Tư Hàm, đáng tiếc quá, trai đẹp đều là của người ta. Trình Mộ, anh đúng là dạng người mê nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, mau lên. Tư Hàm, cô giận rồi hay sao? Đâu có, tôi chỉ cảm thấy con gái thời nay sao mà can đảm quá. Tôi không có can đảm của năm đó, vì vậy tôi mới độc thân. Không đâu. Trình Mộ, tôi tặng cho anh một món quà nha. Người đẹp trai như anh ra ngoài nguy hiểm lắm. Cái này là thần khí ngăn đào hoa, tôi tặng cho anh đó. Dì ơi, cháu cũng muốn nữa. Cái này cho cháu nè, cầm đi.
cho gì nè. Ừ. Tư Hàm, cô có tin nhắn nè. Duệ Duệ, đi chậm thôi. Tư Hàm, thời gian này Duệ Duệ nhờ cậy hai đứa. Duệ Duệ sắp khai giảng rồi, nó cứ ở lại trong nước cũng không phải cách. Một tuần sau có người đến đón Duệ Duệ, em đừng nói với bất cứ ai nha. Dì ơi, dì mau lên đi. Ừ. Anh làm gì vậy? Thì gửi cho Trình Mộ. Tin tốt tất nhiên phải để cho mọi người đều biết. Không được, chuyện này phải giữ bí mật đó, nhất là Trình Mộ. Tại sao vậy chứ? Thì em không muốn để cho nó nghĩ em bỏ rơi nó. Trước đây chỉ cần em yêu đương, Trình Mộ sẽ nổi giận với em. Em không thể bỏ rơi nó trước. Trình Mộ đã là người lớn rồi. Em làm chị không có nghĩa vụ chăm lo cho cậu ấy lâu như vậy. Huống hồ bạn trai của em là Lý Cảnh Dương anh đây. Đừng có lắm lời quá. Bây giờ anh chỉ đang ở trong giai đoạn dùng thử của em. Em có thể chia tay anh bất cứ lúc nào đó. Chuyện này không thể để cho người thứ ba biết, nếu không lập tức chia tay. Chuyện này quyết định như vậy đi nha. Khỏi phải bàn với em nữa. Hay là bây giờ anh muốn chia tay? Cũng được, anh đồng ý, anh đồng ý. Thế chúng ta chia tay. Anh đồng ý. Được, 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 được. Trẻ con quá. À đúng rồi, gần đây tôi đến tìm anh. Theo anh học làm bánh được không? Sao đột nhiên cô muốn học cái này chứ? Nếu mà tôi còn không cố gắng thì sẽ bị chết đói mất. Tôi định mở một chuyên mục mới dạy fans làm bánh ngọt, nhưng mà tôi lại không biết. Nếu như anh có thời gian. Còn nếu như anh không có thời gian, xem như tôi chưa nói gì với anh. Được, cảm ơn anh. Vậy thì anh dừng ở ngã rẽ phía trước giùm tôi. Tôi không phải đến công ty nữa. Tôi báo cáo tình hình gần đây của tiệm. Từ khi Chu Ngọc mở bán, khách hàng mới lẫn cũ đều rất thích. Nhưng mà món bán chạy nhất tiệm vẫn là cô gái dưới trăng. Nhưng mà cô gái dưới trăng bán giới hạn hàng ngày, không khả quan cho lắm đối với mức tiêu thụ tổng thể của tiệm chúng ta. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta có cần hủy bỏ việc bán giới hạn mỗi ngày hay không? Số lượng hoa hồng giới hạn của cô gái dưới trăng được làm mới mỗi ngày. Nếu như tăng lượng cung cấp, có nghĩa là chúng ta phải làm sẵn trước, sau đó cấp đông, mùi vị sẽ giảm đi. Tôi nghĩ rằng không phải là thứ gì cũng đều đong đếm bằng tiền được. Son trước tiên phải đảm bảo danh tiếng. Tôi hy vọng rằng khách hàng nào cũng ăn được bánh ngon và mới nhất. Hiểu rồi. Tôi công bố một tin tốt cho mọi người đây. Từ khi ra mắt món mới, tiệm của chúng ta thu hút nhiều KOL đến check-in. Cuối cùng thì chúng ta đã quay trở lại vị trí số 1 trong danh sách điểm check-in ẩm thực hot của thành phố. Cuối cùng thì quay trở về vị trí thuộc về chúng ta. Squid, chuyện này cũng bình thường cơ mà. Hiểu rồi sếp. Còn chuyện gì khác đấy hay không? Tạm thời hết rồi. Thế này đi, tôi biết gần đây mức tiêu thụ của chúng ta lại tăng cao, khách hàng đông hơn, mọi người đều rất vất vả. Vì chiều nay chúng ta đóng cửa sớm, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ạ, thu xếp nha. Vâng ạ. Cậu nghĩ chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên sếp cho chúng ta nghỉ vậy? Tôi không biết để làm gì nữa. Cậu ngốc hay sao? Cho cậu nghỉ còn không chịu nghỉ. Tôi dẫn cậu đi ăn món ngon. Đúng đó. Cảm giác dạo này sếp bí ẩn sao đấy. Chắc chắn là bận theo đuổi Giang Tư Hàm rồi. Giờ đến lúc sếp thoát ế, đàn ông độc thân vàng trong tiệm chỉ còn mình tôi thôi. Cậu đúng là giỏi bóc phét. Số liệu tài khoản gần đây của cô, phòng vận hành đưa cô rồi chứ? Có suy nghĩ gì thì nói đi. Suy nghĩ, tôi nghĩ là có lẽ do tôi viết ít quá. Tôi đã xem số liệu gần đây của cô. Hay hôm nay có chuyện biến tốt, nhưng mà vẫn chưa đủ. Lốc sơ ẩm thực nhiều lắm. Cô làm sao để đột phá cũng là một vấn đề.
Cô xem, nội dung trước kia của cô đều chủ yếu xoay quanh câu chuyện ẩn sau bánh ngọt. Hơn nữa số lượt cập nhật cũng không cố định. Chị Ngọc, thực ra tôi vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Tôi mở tài khoản ẩm thực, nội dung đủ mọi thể loại, hỗn tạp không chuyên sâu. Vì vậy, gần đây tôi đã hẹn Trình Mộ, nhờ anh ấy dạy tôi làm bánh ngọt. Sau này sẽ tập trung bán bánh ngọt. Tốt lắm. Nếu như không có chuyện gì khác thì cô hãy về trước đi. Vâng ạ. À đúng rồi, gần đây cô và em của tôi có tiến triển không? Tiến triển hả? Chúng tôi vẫn như lúc trước thôi. Tôi hiểu em trai của tôi. Con người của nó không biết bày tỏ cho lắm đâu. Nhưng mà nó đối với cô khác với người khác đó. Vì vậy tôi cảm thấy rằng cô có thể cho nó thêm một chút thời gian. Đừng bỏ cuộc nha. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị Ngọc à. Tôi đi nha. Điện thoại. Cục cưng, anh đến sớm hơn một chút được không? Nhớ em rồi. Tôi muốn một phần này. Xin chào, cho tôi xem cái này đi. Được, tôi gói lại cho cô nha. Cô quét ở đây là được. Cậu đứng ở góc này. Được, được, được. Thế này, thế cái này đi. Cái này cũng được. Tấm này đẹp lắm, đúng không? Quay về chỉnh sửa một chút là đẹp rồi. Có sao không? Đẹp trai quá. Chờ đã. Khi nãy anh đã cứu tôi. Tôi phải cảm ơn anh. Không cần đâu. Trước đây sao không phát hiện cái tên này lại đẹp trai đến như vậy chứ? Đứng yên. Cái này đáng yêu quá. Thế cô ăn cái bánh đáng yêu này đi. Ôi trời ạ. Chết tôi, chết tôi. Cậu biết lúc nãy tôi ở đằng sau nhìn thấy gì hay không? Đoán được rồi. Sếp dạy Văn Tư Hàm làm su kem. Cảnh tượng đó như chụp tạp chí vậy đó. Tôi thấy su kem không cần thêm đường cũng ngọt chết người. Cứ làm quá lên thôi. Cậu xem dạo này sếp cho chúng ta tan ca về sớm. Có phải hai người họ muốn dạy học ngọt ngào không? Cậu mới biết hay sao? Thì anh Bạch nói chúng ta không có việc gì thì về trước. Anh ấy vẫn về Duệ đi chơi. Lão Giảng đâu? Đi thôi, đi ăn lẩu thôi. Cô đã gọi nhiều lắm rồi. Có cần chừa lại cho khách khác không? Nếu cô làm khó chúng tôi do sếp chúng tôi thích người khác, tôi khuyên cô đừng có lãng phí thời gian ở đây. Giảng Nhất Hàn,
Anh còn chưa hiểu hay sao? Tôi không thích Trình Mộ nữa. Thế thì hay rồi. Sếp chúng tôi cũng không thích cô, tôi thích anh. Khoan, dừng lại nha. Cô thích tôi điểm nào? Tôi sửa còn không được sao? Điện thoại. Chi vậy? Đưa đây. Ngồi yên. Gì thế? Được rồi. Bạn gái à? Tôi chưa đồng ý mà. Anh vui lòng gói lại chỗ này cho tôi. Cảm ơn. Cho chú mượn xe đồ chơi được không? Giản nhất hàng, cho dù anh đồng ý hay không. Bây giờ anh là bạn trai của tôi rồi, tôi còn chưa tan ca đó. Cầm giúp tôi đi. Không muốn. Cháu xem chú nhất hàng của cháu đi. Đi thôi, mau lên nào. Tại sao Hàng Tương Lan lại ở đây? Để ý nhất hàng của chúng tôi rồi. Nói gì chứ, cậu nhóc nhất hàng quả thật thu hút khá nhiều khách nữ xinh đẹp đó. Bây giờ cô ấy đổi qua theo đuổi nhất hàng rồi hay sao? Có câu nữ theo đuổi nam cách một lớp vải. Tôi nói cô nghe, không bao lâu nữa nhất hàng chắc chắn sẽ xa lưới, đúng không? Này, tôi hỏi anh nhé, nếu như chàng trai này cực kỳ giỏi giang, vậy thì lớp giải này có dễ làm rách hay không? Cô Tư Hàm, tôi nói cô nghe, trong mắt sếp tôi chỉ có bánh ngọt, không phải cô gái nào cũng có thể lọt vào mắt của anh ấy được đâu. Gian bếp nướng đó không phải ai cũng được vào đâu. Vì vậy cô không cần làm rách, tấm giải đó đã đội lên đầu cô rồi. Nói bừa không à. Anh hy vọng rằng chúng ta có thể làm tất cả những việc ghi trên đây. 100 việc cần làm khi yêu. Bây giờ em hối hận, có còn kịp không? Để anh nghĩ xem. Chắc là không kịp nữa rồi. Em đã bước lên tàu cướp tên tình yêu của Lý Cảnh Dương, chạy không thoát được đâu. Sự kết hợp giữa bánh ngọt tựa như sự xứng đôi của các cặp tình nhân. Khoảnh khắc gặp gỡ trong không khí lan tỏa hương thơm của bánh mì cùng với mùi ngọt của bơ. Làm gì vậy? Muốn chứng minh vận may mình tốt hay sao? Anh đã chứng minh rồi. Nếu như không, tại sao anh lại tìm được cô bạn gái xuất sắc như thế chứ? Được rồi, không chơi nữa. Đã muộn lắm rồi, anh mau về nhà đi. 100 việc cần làm của tình nhân. Không được treo, cứ không đấy. Đừng có phá mà. Anh đừng phá nha. Lát nữa em có hẹn với Trình Mộ đó. Không cho anh treo cũng được, cho anh ở lại đây đi. Anh đừng có phá mà. Anh còn bất ngờ cho em nữa. Em muốn anh về nhà thế sao? Trình Ngọc, đây chính là lần đầu tiên anh thấy em cười vui vẻ, vô tư thoải mái như vậy đó. Anh không muốn em có áp lực quá lớn. Anh hy vọng rằng mỗi ngày sau này đều sẽ nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy.
Anh cất vào đi. Được được được, mau cất vào đi. Chị à, em thấy dưới lầu có túi đồ ăn, chị mua cái gì vậy? Vậy thì em đi nha. Cậu vẫn nên lấy nến thơm đi. Hay là cậu báo cáo xong việc chưa? Báo cáo xong đi với tôi luôn. Tôi còn chưa báo cáo xong mà. Cậu mau về nhà đốt nến đi. Duệ Duệ ngủ chưa? Tôi mới dỗ dành nó ngủ rồi. Thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta xem phim đi. Anh ấy đốt nhiều nến thế làm gì chứ? Không lẽ là muốn tỏ tình với mình sao? Mình có nên ngồi sát lại một chút hay không? Phim tình cảm cũng được. Phim này hay lắm. Bad Boys, năm con sư tử. Hai chúng ta ngồi đây, lẽ nào để xem động vật hay sao? Tại vì tôi không biết cô thích xem gì, vậy thì cô chọn đi. Tôi không phải ý đó đâu. Thôi bỏ đi. Tư Hàm à, dì ơi, dì ơi, dì ơi, dì ơi, sao vậy Duệ Duệ? Duệ Duệ à, sao vậy? Mơ thấy ác mộng phải không? Dì ơi, cháu mơ thấy về nhà, rồi ở nhà không có ai hết, ba mẹ đều không thấy đâu hết. Duệ Duệ, đó đều là mơ thôi, đều là giả cả. Tỉnh dậy sẽ hết thôi. Họ không cần con nữa phải không? Ba mẹ sao lại không cần Duệ Duệ chứ? Ba mẹ rất thương Duệ Duệ mà. Là thế này, bởi vì Duệ Duệ nghỉ hè,
Dì với ba nuôi đều rất nhớ Duệ Duệ, cho nên mẹ liền đưa cháu đến chơi với bọn dì. Dì lừa cháu thôi, họ cảm thấy cháu là gánh nặng. Cháu là gánh nặng của họ mà. Không phải như vậy đâu. Dì nói cháu nghe, đây chỉ là một giấc mơ, là ác mộng mà thôi. Chúng ta tỉnh dậy sẽ không có gì nữa, có đúng không nào? Duệ Duệ mãi mãi đều là cục cưng mà ba mẹ yêu nhất. Gánh nặng, gánh nặng, con chính là gánh nặng. Chúng ta đều là gánh nặng, con có biết hay không?